chào các bạn trở lại kênh YouTube nha. Hôm trước mình đang live stream nha, đang live stream thì cái mạng nó có sự cố nên các bạn không nghe tiếng được. Thì hôm nay Việt sẽ quay lại cái video cụ thể hơn. Thì Việt sẽ nói rõ hơn về cái bộ thuốc, gọi là bộ thuốc về đây. Thứ nhất là bộ thuốc này là về vừa có bộ dưỡng trứng nha, có vừa có bộ dưỡng trứng mà vừa có nguyên cái bộ ương nồng nọc và bộ cho cá luôn. Thì đây là cái bộ của ông anh, ông đang nuôi cá sặc ở Trần Quang Thời nha. Thì ảnh nhờ mình gửi thì mình cũng sẽ tí mình sẽ phân tích gồm những thuốc nào. Còn ở đây là một bộ mà ương nồng nọc, một bộ ương nồng nọc, nhưng mà bên cạnh đó là có kết hợp thêm là nuôi thịt. Thì Việt sẽ nói sẽ có những phân tích nào cho bà con xem. Thì như bà con đã biết á, cái bộ mà ương nồng nọc của mình nha, cái bộ ương nồng nọc của mình á, thì bà con đã biết là có thứ nhất là về bộ men tổ nha. Trong quá trình nuôi bị do này là anh có nuôi thịt nên năm ra là mình sẽ gửi cho ảnh một bộ men vi sinh tổi. Cái bộ men vi sinh tổi là các bà con đã biết rồi ha. Thì bên cạnh đó là mình cũng gửi cho anh một chai Yuka dùng để giải độc chống sốc, và bên cạnh đó là chai glu thì thường nồng nọc nó hay bị cháy đuôi á, thì chúng ta sử dụng cái glu này để chúng ta ngừa cái hiện tượng là thú đuôi. Thì trong quá trình ương nồng nọc của mình thì bà con đã biết á, thì cái B12 và canxi thì luôn luôn lúc nào cũng phải có nha. B12 và canxi thì luôn luôn lúc nào cũng phải có. Đây là Yuka gel. Rồi thì trong khi lúc trước á, mình tạt nồng nọc mà tạt giai đoạn là 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày mình xài Duxi, nhưng mà hiện tại bây giờ là mình xài cái thuốc công thức này nghe bà con. Thì nó vừa có nhiều thành phần trong đó, nó sẽ bổ trợ tốt luôn. Nói chung thường giai đoạn này thì ở đây khách của mình á, nếu mà chúng ta ương nồng nọc 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày thì chúng ta tạt loại này sẽ quá. Thì trong quá trình ương á, thì bà con có thể sử dụng thêm, ví dụ nếu mà bà con ương á, bà con thấy nó có chướng hơi sinh bụng á, thì bà con xài bột F1 phò lo. Nếu bà con mà bị xuất huyết á, thì bà con xài bột phò lo nào của 90. Thì có lẽ những bộ thuốc này thì bà con quan tâm, bà con quy trình thì Việt có viết một cái quy trình hoàn thiện luôn, bao nhiêu ngày sử dụng cái nào, bao nhiêu ngày sử dụng như thế nào á. Thì nếu mà bà con cần thì bà con cứ nhắn tin qua Zalo thì Việt sẽ gửi quy trình bà con. Thì đó là bộ nồng nọc, nhưng mà nếu mà bộ nồng nọc mà bà con cần thêm nước thịt á ha, bà con cần thêm nước thịt á, thì chúng ta chỉ cần thêm gì, chúng ta chỉ cần thêm tăng trọng và sổ lãi và sổ trùng lông và nhóm biotin sát khuẩn nha. Bây giờ bà con biết á, là khi chúng ta nuôi thịt là men tỏi chúng ta vẫn sử dụng nè, nên chúng ta sử dụng bộ này cho men tỏi là bình thường. Thứ hai là trong quá trình nuôi thịt thì chúng ta vẫn sử dụng B12 và canxi là vẫn là bình thường. Nếu mà bà con cái bộ, nếu mà con nào có mua bộ ương nồng nọc mà bà con muốn mua thịt thì bà con sẽ lấy thêm một gói tăng trọng, một chai sổ trùng lông, một gói một chai sổ trùng lông và một gói thuốc sổ là sổ lãi và iodine. Thì iodine này là chúng ta có thể vừa sử dụng hay chúng ta vừa sử dụng cho nồng nọc luôn nha, sử dụng cho ếch luôn đó. Còn một xoay quanh một bạn hay hỏi dưỡng trứng nè, ở đây một ông anh đó cũng lấy mình phân tích, nhưng mà sẵn mình nói luôn bộ dưỡng trứng nè. Cái bộ dưỡng trứng này á, là nhiều bạn hỏi tại sao bị, thực sự á, là nó gồm 3 kg nha. Bị cái bộ dưỡng trứng này bà con biết á, là lúc trước á, là mỗi loại công ty nó sẽ có một ưu điểm, giống như công ty nó kích lên trứng mạnh nhưng mà nó nở không đạt. Và có những con công ty nó là nở đạt nhưng mà nó không chậm lên trứng, hoặc là nó đẻ không nhiều. Thì cái sản phẩm dưỡng trứng này là việc tổng hợp lại, việc thấy là cộng hợp lại nhiều loại của có nhiều công ty, mỗi công ty nó có một công năng thì mình nó sẽ dành hoàn thiện, nó sẽ hoàn thiện cái hơn so với những sản phẩm khác. Thứ hai cái B12 và canxi này bà con, B12 này á, thì bà con biết á, là khi việc trong quá trình việc ủ ếch nái, việc luôn luôn chăn B12 ha, B12 này thì nó sẽ giúp cho con ếch cái gan nó tốt, nó tăng sức đề kháng. Và bên cạnh đó ha, bên cạnh đó là việc sẽ bổ sung canxi. Thì bà con biết trong quá trình chúng ta ương mà chúng ta bổ sung được cái canxi tốt á, thì chắc chắn nghĩa là ngày xưa khi mà con đẻ ra, bà con chừng nào mà thấy con nồng nọc chậm lên chân bà con mới bổ sung. Còn bây giờ là việc bổ sung từ trong con bố mẹ, khi bố mẹ đầy đủ dinh dưỡng thì đẻ ra con nó sẽ tốt nha. Còn đây là bộ tạo trứng nước. Đây thì cái bộ tạo trứng nước này là gồm một gói tạo trứng nước và một bột bịch men nha. Một bộ tạo nước bịch men thì bà con chỉ cần về ủ với bột là bà con sẽ tạo. Rất là nhiều người hỏi bà con cái bộ mình tạo trứng nước là gì đây. Còn đây là một cái bộ nuôi thịt nha, bộ thịt của ông anh mình ở Trần Văn Thời là nuôi cá sặc. Thì trước bộ nuôi thịt là bà ảnh mua một cái men nè, cái men này là dùng để kích thích tiêu hóa nè nha bà con, kích thích tiêu hóa nè. Cái 3 số 9 này nè, cái 3 số 9 là cái men vi sinh này á, là cực kỳ hiệu quả nha. Là cái men 3 số 9 này là thường về là mà nước của ảnh nuôi cá sặc lâu ngày nó dơ á, thì anh sẽ sử dụng cái sản phẩm này.
đó. Còn ở đây là cái sản phẩm sâu lãi ha. Đây là anh sử dụng cái sản phẩm này dùng để sâu lãi định kỳ. Thì bên cạnh đó thì anh cũng đã xài một hai lần rồi, nên bây giờ anh cũng có lấy thêm như sản phẩm gỡ lu nè, trị xuất huyết nè, dưỡng gan nè, và nêu không mọc là dùng để trị nấm nè. Đó, cái vitamin C, nó vitamin C, men vitamin C dinh dưỡng. Ở đây là cái candula dùng để rửa nước nha. Thường nước chúng ta khi mà chúng ta tạt thuốc quá chất nhiều á, chúng ta thấy nước cứng thì sử dụng nó dùng để rửa nước. Đó là một, thứ hai là tạt cái bóng nước sạch nước, và nó sẽ không khử luôn những thuốc mà quá chất nha. À, bên cạnh đó nếu mà con nào nuôi cá sặc á, là nên sử dụng cái sản phẩm này. Cái vip này á, là nó hạn chế lên trứng rất là tốt nha. Cái sản phẩm này á, là khi chúng ta cho cá sặc ăn là cái tỷ lệ cá lên trứng nó rất rất là thấp. Thì rất là nhiều bà con mình đã công nhận cái vấn đề mà không lên trứng rồi nha. Khi ăn này là cái tỷ lệ trứng nó rất rất là thấp. Đặc biệt là những anh em cá sặc nuôi mà nó có trứng nhiều á, là bán không được nha. Còn một cái bộ nữa đây, cũng có một ông anh ở hình như là của anh Thân tại Cần Thơ nha. Thì anh cũng lấy ảnh, nói chung là anh cũng có thuốc ương đồng nọc đầy đủ nha. Nhưng mà ảnh thấy bộ mình giới thiệu và thấy cũng nhiều anh em sử dụng. Rồi con thấy một ngày đi mà mình ship tặng tới hai bộ ương đồng nọc là bà con biết rồi đó. Thì mấy ảnh mới tiến hành là đặt ở một bộ mình về xài. Thì giống như mà việc cũng thấy đó, thì cũng mê B12 canxi, Doxyfit và bộ chứng hơi sinh bụng và bộ xuất huyết gỡ lu. Và bên cạnh đó anh cũng có nuôi ít nái, thì anh cũng lấy luôn một bộ dưỡng trứng đó. Thì bộ dưỡng trứng việc nói rồi, cái bộ này bà con khi mà mua bộ dưỡng trứng này về, bà con chỉ cần là múc một ký thức ăn, cái này hai muỗng, này hai muỗng, này hai muỗng, về bà con cứ trộn cho ăn là thoải mái và vô tư. Bà con cứ sử dụng theo quy trình của Việt, bà con an tâm chắc chắn cái bộ dưỡng trứng của Việt tại Tháp 10 Đồng Tháp rất là nhiều anh em đã công nhận rồi. Để sai nha, tại sao việc lấy canxi thú y nhiều con bị bà con nồng mọc á, thì bây giờ trong đây hàm lượng canxi rất chi là cao nha. Và những cái nhóm canxi này nó nói chung là cái nhóm này việc thấy nó hoàn thiện chuẩn cho so với mỡ phát triển của một con ếch và con nồng mọc. Cho đó việc sử dụng cái sản phẩm này mà nó lại rẻ tiền nữa nha, nó lại rất chi là rẻ tiền nha. Thì bên cạnh đó mấy anh ngoài những sự sử dụng sản phẩm đó, anh có nuôi cá tra nha. Thì hiện tại việc cũng gửi cho anh như cái sản phẩm NVQ nè. NVQ này là chuyên về dùng để đặc trị trùng bánh xe đây. Còn chị nấm nè, và hiện tại là cái bộ sản phẩm này là chuyên đặc trị xuất huyết sưng bong bóng trên cá tra, xuất huyết gần thằng mẫu sưng bong bóng trên cá tra nha. Thì thật sự là cái này như anh Thắng cũng đã ở Ô Môn thì anh cũng đã xài mình một lần rồi nha. Thì nếu mà em nói cái bộ này thì thật sự cái nano bạc và cái bộ xuất huyết gần thằng mẫu này là thật sự là việc đang rất là điều trị hiệu quả nha. Rất là nhiều bà con là sử dụng cái bộ này của mình là hiệu quả, nghĩa là khi bị xuất huyết gan thận mũ xương bong bóng thì sẽ kết hợp sản phẩm chỉ nấm này nha, cho ăn nha, kết hợp với hàng nano bạc và sản phẩm này. Thì bà con nào cần rõ thì việc có thể tư vấn cụ thể qua bên Zalo, thì việc sẽ tư vấn cho qua Zalo cụ thể cho bà con. Đặc biệt là cái quy trình ương nồng nọc này nha, cái quy trình ương nồng nọc này thì việc đã soạn ra một quy trình là ngày nào ăn cái gì, ngày nào 3 ngày tạt cái gì, 4 ngày tạt cái gì, 5 ngày tạt cái gì. Thì việc đã có một cái quy trình hoàn thiện, thì bà con nào cần thì cứ nhắn tin qua Zalo vậy, việc sẽ gửi cho bà con. Thì video của việc trên đây là chia sẻ cho bà con những cái này, việc gửi là người thật việc thật nha, những cái mà bà con tin tưởng và sử dụng. Thì nếu bà con thấy video của việc hay vô ích thì nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho việc nha. Mọi thông tin bà con cứ liên hệ qua Zalo, việc sẽ tư vấn bà con cụ thể.